Cái này xong gửi luôn vào đây à? Ấn nó có thủy này là gửi à? Ừ. Bao nhiêu nó ngành đầu cao chưa? Cái này là mẹ gửi rồi đi. Cái này là mẹ gửi rồi đi. Mẹ đang gửi đấy. Ừ, đang gửi đấy. Biết là cháu con Phương hôm nay tròn 2 tháng. Sao con là người mẹ nữa? Nó có gì vậy? Không phải mẹ gì đấy nó có gì? Happy quá vậy. Ăn no ngủ kỹ dậy chơi happy quá nhỉ? Chán chưa? Mẹ lại con lại nhé. Nay là ngày mùng 2 tháng 4 này, năm 2021 này. Cụ Khôi đang nằm chơi một mình đấy này. Cụ Khôi đang nằm chơi với chữ A đây này. Khách chơi ở trong phòng của em đây này. Em ở phòng của bà em chơi đây này. Phòng của bà nội, bà ngoại em đấy. Bác của em đây này. Muội đấy. Muội mà bà không bắt được là thế nào nhỉ? Thôi nhỉ. Ách xê. Tối thì em lên phòng em, ban ngày thì em xuống phòng bà, ban ngày em xuống phòng bà ngoại, em nằm em chơi đấy, em bú xong em nằm em chơi đấy, nè, Khôi nằm Khôi chơi à, chân tay Khôi đạp bên quỳ thế. Khôi chơi đấy với bạn của lớp Khôi đấy à? Bạn thân đấy, bạn thân nhất của Khôi à? Tay chân Khôi múa máy. Khôi nằm Khôi chơi. Con nằm Khôi chơi cho mẹ Phương đi ăn cơm. Nhé. Khôi nằm Khôi chơi. Để cho mẹ Phương đi ăn cơm. Xong rồi mẹ Phương lại cho em bú tí. Nha. Em ăn no, em mới lại chơi được. Nha. Đấy. Chơi đi. Chơi giỏi quá. Bây giờ tay chân em giỏi chứ. Bây giờ em tập. Em chơi em tập giỏi thật đấy. Ông Khôi của bà giỏi thật. Đây là bà ngoại của cháu này. Bà quay cho Khôi cái cả ảnh của bác này. Ảnh của ông bà ngoại này. Đây. Đồ dùng của Khôi đây. Đồ dùng của Khôi đây. Khôi đập đi. Khôi đập đi. Ừ.
Hôm nay chơi cô chơi khỏe quá. Cô đập ui. À, cô chơi khỏe quá. Cô không mượn bà nội bé đâu nhỉ. Cô thích nằm chơi một mình. Nhà. Cô thích nằm chơi một mình lắm. Cô thích nằm chơi. Cô không mượn bà nội bé. Cô thích chơi một mình. Cô thích chơi một mình với các bạn. Đồ nghề của bà này. Đồ nghề của cháu này. Đây này, đây này, này. Đuổi muỗi này. Bye bye bà này. Bye bye. Bye 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 này. Bye bye. Bye bye. Đập khỏe quá. Bà chào Khôi nha. Tạm chào Khôi nha. Khôi chơi một mình nha. Khôi chơi đi nha. Ra đi nè. Đấy, lúc nãy con nằm bên kia. Bây giờ bà ngoại bảo là nằm bên này. Để cho nó mát cái lưng. Nó thay đổi địa vị trí đi. Không, nó thúc vào này, nó bắn xuống đất. Đúng không? Đúng rồi. Dài hết đúng cả rồi. Cái màn hình rồi đây này. Đúng rồi. Chân dài hết cả cái màn hình rồi đây này. Phải giãn màn hình ra mới chụp được hết cả người đây này. Quay sang bà nội. Quay bà nội chụp kìa. Ghê. Bây giờ trình quá, trình quá. Chinh quá. Này, cho con xem này. Đấy, cho con xem này. Ê, bà ra xa nha. Khôi nhìn bà này. Khôi lại vào gần nào. Khôi ơi. Co lên. Đúng rồi. Tập co lên như thế. Không cần giường chiếu gì hết. Đúng không? Chỉ cần quét lại cái nền nhà này. À, cái đệm này thôi. Nha. Rồi, cho vào mồm. Đúng rồi. Xong co tôm lên, bật. Co lưng lên, đúng rồi. Co lên. Co lên để bật, đúng rồi. Co lên để bật nhá. Hôm nào mà mút tay đánh cho một phát. Ừ, thế là biết cái này là không được ăn. Nó dậy đấy. Nó que gì đấy, cứ đánh cho một phát. Là cái này là ý ra là hiểu là không được ăn. Nên là không cho tay vào mồm. Bà nội xem rồi đấy. Bà nội đã nghiên cứu. Bà nội không đánh nhẹ vào tay thôi. Để ý ra là cái hôm em đánh nó thỏa tay mâm. Em đánh vào cái đau. Đánh cái đũa, em đánh cái nó đau. Đấy bây giờ hạn nhớ cái đánh con bây giờ. Ác thì không được nha. Chỉ đánh đẹp đẹp thôi. Đây này, cái đệm của bà đây này. Cái tay em có cái gì thế này. Đấy cái bụi đấy, cái bụi đấy đập phải xuống lúc nào phải nằm cho em nằm nè, bụi phải quét đi đúng không? Em mua máy quét bụi để hút bụi đúng không? Hút bụi để em lăn lộn đúng không? Đấy em cho em chơi em chơi nhá, em chơi thế này này, em chơi thế này mà trong chơi thế nào mà đặt gớm đấy. Ừ nào bà nằm mới nằm đấy à, bà nội nằm đây nào, nằm gớm đấy, nằm đây nào. Bà nội nằm nào. Bà nội nằm nào. Bây giờ mang lại được bà nội tí nào không? Đá được tí nào nè. Đá được tí nào, đá trong bà nội tí nào, đá bà nội tí nào nè. Bà nội đẻ ra con, bà nội chỉ đục giống đục giống chồng bà thôi. Bà giờ nội, đến con bà lại đọc giống chồng nó thôi. Bà nội trắng thì nào giống như, giống em nào.
Gen là nó nhìn trội lắm. Hay là giống bà nội cái da. Đúng rồi, giống bà nội cái trắng cái da. Làm gì bà nội mà trắng. Không, bà nội trắng. Ừ, chắc là trần em như của thương quá. Để con bà nội bà nội nó da thật. Cái da của bố nó giống được da bà nội rồi. Được được tí nào không? Được bà nội được tí nào không? Nó chọn một cái đẹp nó giống đây. Này. Cái trắng nó giống đây. Làm thế này cho thoải mái nhé. Làm thế này cho thoải mái đúng không? Làm thế này cho thoải mái nhé. Chơi thế này không cần phải đệm chiếu gì cả nhỉ. Đấy. Hàng ngày khôi chơi. Chơi nó này chưa cả ngày à? Khôi chơi bị... Băng bạn lại nằm trên miếng nè. Băng bạn lại trên miếng nè. Băng bạn lại trên em một miếng nè. Băng bạn lúc nào cũng trên em một miếng nè. Trước. Băng bạn lúc nào cũng trên em một miếng. Buồn đấy. Buồn. Sướng. Ôi trời ơi, xin cái miếng chuối này này, đừng thơm phức cái này này. Đúng, yep. Sướng đây bịch bịch cho mấy bịch in quá thôi. Mẹ bảo là ngày thôi hôm qua. Rồi. Ngày hôm qua không ị nên hôm nay ị được lại rồi. Thôi bắt em rồi. Chứ đêm mà dọa thì chúng nó là mày cứ to chết. Dọa thì chúng nó là mày cứ to chết. Cứ to thế này. Đây này, đấy, nhìn nhìn nào. Ngược đây. Nhìn thôi cháu một cái sật lấy mình đi. Ừ. Đây, đây. Chị ơi đây này, có cái mặt của con này này, không có cười là chính là em để cái con này thế này này. Nó quay vào sự tự nhiên đây. Này. Không biết thằng này nó em nhìn quay nó đây. Cười. Đây này. Đấy, quay đây đi. Này, chị trông chưa? Từ sau em mới để ý hóa ra cái chỗ cái gối này có cái mặt. Đấy. Thì mình chỉ lấy hình ảnh, mình không lấy cái mặt này bao giờ. Thế là ba cái quay sang bên kia là đầu em quay sang bên kia, đúng không? Ừ. Xong bắt đầu cứ bê này. À. Tôi chơi với chai nước này. Ê. Đây các bạn. Chai nước này. Đây là một chai nước. Đây là một chai nước. Bữa này chơi. Ừ. Bữa này là Khôi cũng thích chơi đấy. Nha. Đấy. Chai nước của Khôi đâu? Chai nước đâu? Đấy. Chai nước đấy. Chai nước Khôi đập đấy. Chai nước Khôi đập đấy. À, à, cái này. Đây, cái mà. À, cái chai nước này. Đấy, cái chai đi. Ừ. Nào, tay Khôi đâu? Nào, tay Khôi đâu? Ừ. Đấy, à, tay Khôi đâu? Tay Khôi đâu nhỉ? Tay Khôi đâu? Ừ. Nằm chơi với chai nước đấy. À. Đấy, phải dâng cao nha. Bạn dâng cao để cho Khôi đi tìm chai nước nha. À. Khôi đi tìm chai nước này. Đâu rồi? Có chai nước này mà chơi Khôi chơi này đấy. Ừ. Khôi chơi đi. Ừ. Ừ. Đấy, Khôi chơi đi. Khôi chơi. Khôi chơi với chai nước nhé. Ừ. Khôi chơi với chai nước. Thì ơi. Thì ơi cầm muối. Ừ. Cầm muối. Đây đấy cầm. Cái nước chảy đấy. Nè, Khôi chơi đấy. Nè.
Tôi chơi mất cái nước này mà tôi chơi được mãi đây này, có cần gì phải bế đâu nè. Quay ra đây, gọi quay ra đây. Chơi đây, con chơi. Đấy, anh mới tìm cho nước con chơi đấy nè. Chân tay mua máy làm thế này con lưng con nó mới cứng nha. Lưng con cứng này con mới lẫy được nha. Làm thế này cái lưng của con nó mới thật cái lưng nha, là con mới chơi được, con không sợ ngã đúng không? Con không sợ ngã thì con không sợ, con mới biết lẫy được nha. Con chơi được mình con nằm đạp con mới đói nha. Thỉnh thoảng say con đi chỗ khác nha. Đợi sữa à. Con đạp nhiều nó không sao nha, không sao hết nha. Con đạp nhiều đấy nó cận sữa ra đấy. Chẳng tí nữa con đói con ăn vừng ịch vừng ịch luôn. Con hút một tí mẹ Phương. Con hút một tí mẹ Phương nó luôn. Nè. Nè. Bạn này. Khuê ơi. Cái thằng cu Khuê ơi. Hôm nào con về con chơi với ịch Minh nhá. Hai anh em mình chơi với ịch Minh. Chơi với chị Linh nữa nhé. Chơi với bác Nga nhé. Chơi với bác An nhé. Chơi với ông nội nhé. Chơi với ông nội nhé. Chơi với ông Hằng nhé. Chơi với chị Linh. Chơi với anh Minh nhé. Đấy. Hôm nào bà gọi anh nhé. Hôm nào bà gọi anh về chơi với con nhé. Hôm nào bà gọi con ông, gọi ông này, gọi bác Nga này, gọi bác An này, gọi chị Linh. Chị Linh đấy. Trông kìa, trông kìa, hay chưa kìa. Để cho tay này để chuyên chị cho tay lên bổ cái tay này bà đánh đấy, cái tay này là thành cái bút tím cái tay bà đánh đấy. Đấy, đây này, coi này. Hôm nay em cho nó chơi cái này. Nó định mở ra nó quay. Đấy. Đấy. Nhìn theo. Nhìn này, coi này. Coi này, đấy. Quay đi. Đấy, cho em nhìn tập chiếu phim nhá. Cho em tập chơi chiếu phim nhá. Cho em tập chơi chiếu phim nhá. Cười cái. Cười cái. Em tập chăm chiếu phim này. Mẹ ơi. Để tôi nói, mẹ ơi, để thế nào? Mẹ ơi, để thế nào? Để nào? Cuốn con ơi, cô Khôi ơi, để thế nào? Thì thở dài thì mình dậy nào. Mình dậy nữa, mình dậy nào. Cuốn con ơi. Khôi.
ôi, ôi trời ơi, ôi trời ơi, cái thằng nào mà chắc nó thích thế này nhỉ? Ôi trời ơi, thì tháng này đi tiêm 2 lần thế làm sao mà tăng được cân? Tháng này đi tiêm 2 lần thế làm sao mà tăng được cân? Nhỉ? Chào cô nè. Cười nào. Cười cho bố nhìn. Cười cho bố nhìn xem nào. Hơn hớn cái mặt lên cho bố nhìn xem nào. Không lại bảo mẹ ở nhà suốt ngày quát về suốt ngày đánh con. Suốt ngày quát suốt ngày đánh con. Suốt ngày quát suốt ngày đánh con. No rồi đấy. Ăn lưng lửng bụng rồi đấy. Ăn lưng lửng bụng là nằm chơi đấy nhỉ. Nằm chơi đấy. Nằm chơi đấy. Nằm chơi đấy. Ê trời. Bà ơi. Hôm nay mình gọi điện cho bà nội để nói chuyện với mẹ ăn mân với lại chị Nân mà không được nhỉ. Nhỉ. Bà nội mình đi đâu ấy? Đây, con gấu của bà nội đây. Em chuẩn bị đi ngủ rồi đây. Em vừa thay bỉm đây bà ạ. Em vừa thay bỉm xong đấy. Em vừa thay bỉm xong đấy. Em vừa thay bỉm xong đấy. Ôi trời ơi, trong kìa hay tưa kìa. Hay tưa kìa. À, nìm. Em nhìn tivi quảng cáo đấy. Em nhìn tivi quảng cáo đấy mà em không cười một tí. Đạo diễn chương trình đương nhập tâm để diễn xuất quay phim để gửi cho bà nội em. Em đương nhập tâm xem quảng cáo đấy. Em đương xem quảng cáo đấy. Cơm xong một lúc lâu rồi. Chả hiểu sao dậy nằm im thế. Mắt buồn đấy. Gấu đen của bố đấy. Mắt buồn đấy. Đừng quay đây, đừng quay video gửi cho bà nội đấy. Làm gì ấy? Làm việc gì? Anh đấm bây giờ tao pét gì thêm gì ấy à diện tử à Dota à ba phút được quay em 3 phút rồi giờ cận cánh này. Ừ.
lư. Đừng có lư. Anh đang lư đi mẹ bà ơi. Lư về em bên nhà. Ừ. Đấy. Lư em bên nhà ta này. Lư về em bên nhà. Ừ. Có chuyện đấy.